Pokemon Legend Arceus không có trong mình một bộ Pokemon khởi đầu hoàn toàn mới, mà sử dụng những Pokemon cũ và mang đến cho chúng một dạng tiến hóa hoàn toàn mới. Đó là dạng vùng biển Hisui của Decidueye, Typhlosion và Samurott. Đây sẽ là video mà tôi nói về cả ba Pokemon này. Dự đoán xem chúng nó sẽ thể hiện như thế nào trong tương lai, có thể là Gen 9 hoặc bất cứ khi nào chúng nó xuất hiện trong dòng game chính. Trước khi ba dạng vùng miền này lộ diện thì tôi đang nghĩ bộ starter này sẽ trở thành tông cung thủ, kiếm sĩ và pháo thủ. Nhưng cuối cùng thì Decidueye đã mang hình dạng của một lãng khách lang thang, hệ cỏ và giác đấu. Samurott thì vẫn là kiếm sĩ nhưng hơi bị tà giáo hơn, không từ thủ đoạn để chiến thắng, hệ nước và bóng tối. Còn Typhlosion thì do bị ảnh hưởng bởi ngọn núi Coronet linh thiêng đã trở thành một kiểu tu sĩ cầu siêu hay là gì đấy và mang song hệ lửa ma. Đầu tiên sẽ là Decidueye hay có cái tên tiếng Nhật là Juniper. Pokemon này mang một cái song hệ rất là khó sử dụng. Trước đây đã có Breloom, Virizion, Chestnut và còn cả dạng Hisui của Lilligan nữa. Về mặt phòng thủ thì nó kháng được 6 hệ là cỏ, đất, đá, nước, điện và bóng tối, trong khi cũng bị 6 hệ khác là lửa, độc, tiên, băng, siêu linh và đặc biệt là Anix 4 từ hệ bay. Về công kích thì cái song hệ này phủ sóng cũng không quá rộng, đặc biệt là bị chặn đứng trước hệ độc, bay và bọ. Nếu chỉ xét trên song hệ thì cái hệ này chắc chắn là lởm hơn cái hệ cỏ ma của Decidueye vùng Alola trên cả hai phương diện. Còn xét về chỉ số, Hisuian Decidueye vì một lý do gì đó còn chậm hơn cả con Decidueye vùng Alola mà vốn đã rất chậm rồi. Và 60 tốc cũng chưa phải là đủ chậm để dùng trong Trick Room. Đã thế, trong cùng cái con game này cũng giới thiệu thêm cả Hisuian Lilligan cùng song hệ cỏ và giác đấu lại còn nhanh hơn rất rất nhiều. Cho nên nếu ai muốn có cái song hệ này trong đội hình thì khả năng cao là người ta sẽ chọn cái con kia. Đặc tính của em cú này cũng như mọi starter hệ cỏ khác, Overgrowth và đặc tính ẩn là Long Reach vẫn giữ nguyên như con Decidueye cũ. Cái đặc tính này nhìn chung là không tăng một tí khả năng công thủ nào mà chỉ hữu dụng trong một số trường hợp rất là hy hữu như là con Ferroton hay là Garchomp đội mũ cối hoặc là Flame Bally Volcarona mà thôi. Cũng không phải là thứ có thể thay đổi toàn bộ cục diện hay là gì. Hạn chế này cộng thêm với hạn chế tốc độ nữa khiến cho mặc dù Decidueye có thể sử dụng được cả Nasty Plot và Short Dance cộng với chiêu bổ trợ rất mạnh là Brave Bird thì cứ coi như là nó có cơ hội để set up đi cũng không thể càn quét được và rất là dễ bị kéo máu. Không có chiêu Stab hệ giác đấu nào ra hồn là điểm thọt tiếp theo. Cũng có thể do bộ chiêu thức của nó chưa được đầy đủ nhưng mà chiêu mạnh nhất của nó hiện tại là Aura Sphere, sau đó thì đến chiêu độc quyền Triple Arrows. Chiêu này sức mạnh chỉ có 50 thôi, với tác dụng phụ là giảm một bậc thủ của đối phương và tăng một bậc tỷ lệ chí mạng cho mình. Kiểu như là dùng Rock Smash và Focus Energy cùng một lúc vậy. Hoặc anh em có thể liên hệ đến chiêu Thunderous Kick của Galarian Zapdos, khi mà cầm Choice Band thì nó có thể hai hit được rất nhiều Pokemon. Nhưng Triple Arrows thì rõ ràng là yếu hơn rất nhiều. Đây hiển nhiên là một chiêu setup nhẹ hòng hạ gục đối thủ ở đòn tiếp theo, kiểu như là chiêu Leaf Blade sẽ dễ crit hơn. Đấy là nếu nó có thể sống sót được để mà dùng chiêu Leaf Blade với cái tốc độ thảm hại và song hệ nhiều điểm yếu như thế này. Thì có lẽ em cú chỉ nên sử dụng khi mà anh em muốn dùng Pokemon yêu thích của mình ở trong team. Còn nếu anh em muốn thứ khác kiểu như là thắng ấy, thì nên cân nhắc lại. Tiếp theo là Hisuian Samurott, tên tiếng Nhật là Daikenki, hệ nước và bóng tối. Có 5 điểm yếu đến từ giác đấu, bọ, tiên, cỏ và điện, đồng thời kháng được ma, lửa, thép, nước, băng và bóng tối. Đồng thời miễn nhiễm hệ siêu linh là tổng cộng 7 hệ. Đây cũng là một cái song hệ không quá củi bắp nhưng mà cũng không phải là xịn sò gì. Nước và bóng tối cũng không bù trừ cho nhau được cái gì về mặt thủ cả. Còn về mặt công thì độ phủ sóng của con này nó cũng khá là thoải mái. Các chiêu thức của nó đủ mạnh để nó mix được cả đường vật lý và đặc biệt. Nhưng bởi vì có suất dance nên có lẽ người ta sẽ ưu tiên mảng vật lý hơn. Song hệ này chúng ta đã có con Sharpedo, một Pokemon sử dụng Speed Boost không được phổ biến cho lắm. Groudon là một Pokemon sử dụng Adaptability khá ổn. Và Greninja, một Pokemon quá mạnh đến mức mà bị cấm trong cả hai thế hệ mà nó góp mặt. Nhưng anh em ạ, con Samurott này nó không có tốc độ thượng thừa, cũng không có đặc tính bá đạo như là Greninja. Trường hợp của nó thì điểm mạnh không bù đắp được điểm yếu. Nếu so sánh với con Groudon thì hai con này cũng khá là giống nhau với bộ chiêu thức bao gồm Sword Dance, Knock Off, Aqua Jet và có thể là Waterfall hoặc là Liquidation. Nhưng mà con Groudon nó cũng có một ability xịn hơn đúng không? Khiến cho những đòn yếu như là Aqua Jet cũng đánh cực đau rồi và cũng giúp cho con Groudon không thực sự cần chiêu bổ trợ lắm. Còn đặc tính của Samurott thì vẫn giữ nguyên là Torrent và Shell Armor. Đây là hai cái đặc tính phải nói là không có tác dụng gì nhiều lắm và chính là điểm hạn chế của Pokemon này.
85 speed của Samurott không phải là một mức tốc độ quá tệ nhưng mà cũng không đủ để có thể gọi là xịn được. Cũng giống như trường hợp của Decidueye và Lilligant thì tôi không thấy có lý do gì để dùng con Samurott này trong khi tồn tại một con Greninja cùng hệ và nhanh hơn rất nhiều cả. Chiêu thức độc quyền của Hisuian Samurott tên là Ceaseless Edge, sức mạnh là 65 bằng với Knock Off nhưng được tăng tỷ lệ crit và thêm một tác dụng phụ hiện tại trong game Legend Arceus sẽ là để lại mảnh vỡ trên người mục tiêu. Những cái mảnh vỡ này sẽ gây sát thương vào cuối mỗi lượt trong 3 lượt và sát thương gây ra sẽ tương đương với một đòn tấn công sức mạnh 25. Cái hiệu ứng này tôi đang băn khoăn không biết liệu nó có theo lên Gen 9 hay không, hay đây là cái loại hiệu ứng mà chỉ tồn tại trong một cái con game này thôi. Bởi vì có những chiêu khác cũng có hiệu ứng này như là Spike và Steel Rock mà chúng ta đã biết tác dụng của nó không liên quan gì ở dòng game chính. Cho nên sức mạnh của chiêu này chúng ta vẫn chưa biết xác thực nó ra làm sao mà phải đợi xem xét về sau đã. Nhưng mà bây giờ mình cứ giả dụ là sẽ biên nguyên như thế lên game chính đi, thì tôi cũng không nghĩ nó có thể thay thế được Knock Off. Bởi vì Knock Off có sát thương tức thì mạnh hơn, hiệu ứng đáng sợ hơn mà đỡ phải lo cái 10% khả năng bị trượt kia. Túm lại là Hisuian Samurott nó thực sự không quá tệ nhưng mà cũng không quá xịn. Sự sống còn của con Pokemon này phụ thuộc khá nhiều vào việc nó có thể xuất Dance được hay không. Mà tôi vẫn nghĩ nếu như đấng ban cho nó thêm chiêu Shell Smash nữa thì có thể thôi nhá là nó mới tỏa sáng được. Và cuối cùng chúng ta đến với Hisuian Typhlosion, tên tiếng Nhật là Bakufun, mang hệ lửa và ma. Đây là một song hệ khá là chắc chắn, ít ra là so với cỏ giác đấu. Bởi vì bản thân hệ ma nó đã có thể miễn nhiễm được hai hệ rồi, lợi thế đấy chúng ta không cần phải bàn nữa. Đặc tính Flash Fire của Typhlosion còn giúp nó miễn nhiễm thêm được cả hệ lửa. Ngoài ra song hệ này cũng kháng được thêm 6 hệ nữa là độc, thép, cỏ, băng, tiên và kháng rất mạnh hệ bọ. Đổi lại thì bị khắc chế cũng khá nhiều, tận 5 hệ cơ: đất, đá, nước, ma và bóng tối. Nhìn chung đây là một Pokemon khá là dễ vào sân, nhưng mà đi kèm với những cái nó có thể kháng được thì nó cũng nhạy cảm với Knock Off và cả Steel Rock nữa, khiến cho nó sẽ phải lựa chọn giữa việc đeo giày hoặc là mang theo Choice Spec hoặc là Choice Scarf. Thể lực của nó thì không có gì để lấy làm tự hào cả, và trong khi tốc độ cũng rất khá nhưng vẫn sẽ bị đe dọa bởi nhiều chiêu thức ưu tiên như là Sucker Punch, Shadow Sneak và Accelerock. Xét về mặt công kích thì hệ ma một lần nữa lại là một hệ cực kỳ ít bị kháng. Bất kỳ một hệ nào mà không bị kháng bởi hệ bóng tối thì đều có thể combo với hệ ma để tạo ra khả năng phủ sóng toàn diện. Thật ra là cũng không cần bị kháng bởi hệ thường nữa, nhưng mà cái tiêu chuẩn đấy nó khá là thấp ấy. Đối với trường hợp của hệ lửa và ma thì khả năng công kích của hệ này chỉ bị cản trở bởi 22 Pokemon mà thôi. Cơ mà trong số đấy cũng có rất nhiều Pokemon phổ biến như là Tyranitar, Greninja và Incineroar. Nên lưu ý một điều là con Typhlosion của vùng Johto có thể học được Focus Blast. Nhưng nó chỉ có thể học được chiêu này khi là Typhlosion thôi, chứ Quilava thì không thể học được, cho nên tôi không chắc là Hisuian Typhlosion có chiêu này hay không. Nhưng nếu có ấy, thì oh boy, anh cần hết cả lũ. Tôi nghĩ cái khả năng điều này xảy ra cũng khá là thấp, nhưng mà biết đâu được đấy. Song hệ lửa và ma vốn cũng không phải là một hệ hiếm nữa rồi. Chúng ta có gia đình nhà Chandelure, có Alolan Marowak và có con Blacephalon. So sánh với Blacephalon thì cũng không nói làm gì, vì chỉ số con Ultra Beast này nó ngang với huyền thoại cơ. Nếu như anh em muốn dùng một con lửa ma trong format có huyền thoại thì khả năng là sẽ ưu tiên con đấy. Alolan Marowak thì nó là cái con chuyên dùng trong Trick Room nên cũng không so sánh hẳn hoi được. Còn so với Chandelure thì Typhlosion có thể đánh yếu hơn một chút nhưng lại nhanh hơn những 15 tốc độ, tôi vẫn nghĩ đây là một lợi thế. Bộ chiêu thức của hai Pokemon này cũng tựa tựa như nhau, đều là những chiêu chúng ta đã quá quen của hai hệ lửa ma như là Flamethrower, Overheat, Will-O-Wisp, Shadow Ball và Hex. Ngoài ra thì con Typhlosion còn có một chiêu rất mạnh không thể coi thường được là Eruption nữa. Chiêu này có thể học được từ khi còn là Quilava, cho nên tôi khá chắc là Hisuian Typhlosion cũng có thể sử dụng. Chiêu độc quyền của Hisuian Typhlosion là Infernal Parade. Chiêu này bản thân của nó có 30% gây bỏng, giống như Scald. Và nếu như đối phương đã bị nhiễm trạng thái bất lợi thì sẽ được nhân 2 sức mạnh từ 60 lên 120, giống như Hex. Anh em lấy hai chiêu khá tốt rồi đập vào nhau rất là khó để chiêu này có thể tệ được đúng không? Power thấp là một điều đáng lo ngại, nhưng 30% gây bỏng là điều không thể đùa được. Và trong một số trường hợp mà mình hoàn toàn có thể chủ động, đó là gây hiệu ứng cho đối phương trước, thì đây sẽ trở thành một chiêu công phá rất mạnh. Tôi vẫn nghĩ đây là một Pokemon có tiềm năng, dù tiềm năng đấy không thể đưa nó lên top những Pokemon hàng đầu được, nhưng quá đủ để nó vượt xa con Typhlosion vùng Johto.
Như vậy là trong 3 Pokemon khởi đầu của Pokemon Legend Arceus, hiện tại tôi đánh giá cao nhất là Hisuian Typhlosion, mà có khi chỉ có mỗi con này là khả quan mà thôi. Hisuian Samurott thì có mạnh hơn con phiên bản gốc một tí, nhưng vẫn gặp rất nhiều vấn đề, đó là không có cái gì của nó thực sự tốt cả. Hisuian Decidueye thì yếu hơn các đồng loại vùng Alola của nó và không có lý do gì để sử dụng thay vì Hisuian Lilligant hơn là vì thích. Hy vọng là khi những Pokemon này xuất hiện ở Gen 9, mà tôi khá chắc chắn là chúng nó sẽ xuất hiện ở Gen 9, thì sẽ được bổ sung thêm hệ thống chiêu thức đầy đủ hơn, có khi là những chiêu xịn sò hoàn toàn mới của Gen 9 không biết chừng. Thế còn anh em thấy tiềm năng của ba em starter này như thế nào? Liệu còn những điểm đáng chú ý nào ở chúng mà tôi chưa đề cập hay không? Hãy comment ở bên dưới cho mọi người cùng tiếp nạp thông tin nhé! Tôi sẽ cố gắng khái quát hết tất cả Pokemon của cái bản Legend này. Ít nhất